hạnh phúc khi ta sống nhẹ nhàng, không sân si lo toan trăm bề. Cù Lần ơi sao quá yêu đời, luôn vui tươi ngây thơ hồn nhiên. Tôi ước mong cuộc sống thanh bình, như mây xanh trôi trên bầu trời, như cơn mưa nhẹ nhẹ thoáng qua, như bài thơ ca ngợi tình yêu. Hạnh phúc như lúc buồn vui, bạn bè ta luôn có nhau. Cuộc sống có đắng có cay, bạn bè có đúng có sai. Dẹp hết những hận thù tranh đua, dẹp hết tháng ngày sân si. Làm sao mỗi con người trong ta, làm sao mơ ước Cù Lần. Hạnh phúc những lúc buồn vui, bạn bè ta luôn có nhau. Cuộc sống có đắng có cay, bạn bè có đúng có sai. Dẹp hết những hận thù tranh đua, dẹp hết tháng ngày sân si. Làm sao mỗi con người trong ta, làm sao mơ ước Cù Lần. Sao con không liên lạc với người ta đi? Con bé đến đây có vẻ lo lắng lắm, nhìn cũng tội nghiệp. Con người ta là con gái, mà đến đây tìm con là chuyện không vừa rồi. Nếu con còn thương người ta thì hãy liên lạc với nó, đừng để nó mong nha con. Con với Quỳnh Giao chỉ là bạn thôi. Anh có thể mô tả lại hình dáng của hai người này được không? Mô tả lại gì? Tức là anh có thể nói về hai người này được không? Không nói mà vẽ được không? Vẽ thì khó lắm đó. Vẽ mới là dễ ẹc á. Yên tâm đi, có thể là Sang sẽ vẽ được mặt hai người đó. Nè, cô ra ngoài lấy giấy viết giùm tôi đi. Dạ. Trước đây cũng có vài lần con tôi đã giúp đỡ mấy anh bên công an bằng cách phát họa chân dung đối tượng. Nhờ vậy mà đã phá được một số vụ án. Quá thiệt á. Anh Thông, không phải như vậy đâu. Em muốn giới thiệu anh với mọi người, nhưng mà em thực sự chưa muốn làm vợ anh đâu. Nếu như em không đồng ý thì em cứ ném chiếc nhẫn này đi. Hả? Em ném đi. Em hãy xóa bỏ những lời yêu thương hẹn ước của chúng ta đi. Này hả? Hả? Này hả? Đi. Mà sao mình bị chó vậy? Anh cũng chơi trò trốn tìm hả? Tôi bị bắt cóc. Bọn chúng nhốt tôi ở đây hơn một tuần rồi đó. Một tuần rồi hả? Một tuần là mấy tháng? Một tuần là 7 ngày chứ mấy tháng cái gì. Anh tự đếm đi. Đếm hả? Tôi không thấy tay, sao tôi đếm được? Muốn đếm bằng ngón chân thì nó bị dính vậy rồi sao đếm? Cô Lân, còn anh, sao bị bắt vô đây vậy? Thì tôi đi dự sinh nhật Quỳnh Giao. Mà Quỳnh Giao về, cái tôi chạy theo cổ. Cái tự nhiên có nguyên đám quỷ đầu sừng dí theo bắt tôi cái. Rồi cái, rồi tôi giống vậy nè. Sao? Rút tiền được chưa? Không rút được. Dạo này tất cả các ngân hàng đều cảnh báo nên kiểm tra rất gắt cao. Chúng ta không thể tiếp tục đi vay tiền bằng giấy tờ giả được. Sao anh không tìm những ngân hàng xa hơn? Có thể họ chưa biết được thông tin này. Tôi đã đi thử rồi, chẳng những không được mà còn suýt bị bắt nữa. Cũng may tôi nhanh chân thoát được. Nếu vậy
chúng ta phải án binh bất động một thời gian và phải tìm cách khác. Hai tụi nó thế nào rồi? Vẫn bình thường. Tôi muốn gặp tụi nó được không? Ok. Anh hai, anh cho nó biết chỗ nhốt hai thằng đó dễ dàng vậy? Tao sợ gì mà không cho nó biết? Nó có thể giải thoát cho thằng em đó. Mày nghĩ nó có đủ bản lĩnh như vậy không? Tối nay chúng ta sẽ chuyển hai thằng đó qua một nơi khác an toàn hơn. Anh hai đoán việc như thần. Mày hiểu ý tao đó. Hai cù lần con rước nhau cắn nhau đứt đuôi, cha cù lần buồn hiu gọi chúng đến mới mắn cho. Hai anh em tụi bay á, tại sao anh em mà không biết thương yêu nhau vậy hả? Anh hát gì kỳ vậy? Có gì đâu lạ, tôi suy nghĩ lắm lắm mới hát được câu hay vậy. Anh em là phải thương yêu nhau chứ, đúng vậy không? Anh có nhớ nhà không? Không. Tại sao vậy? Tôi đâu có nhà đâu nhớ. Tôi chỉ nhớ tía. Sáng nào tía cũng nấu mì gói tôi ăn hết. Còn mấy thằng khùng ở đây hả? Nó cho tôi ăn gì đâu không à? Đứt đuôi, cha cù lần buồn hiu gọi chúng đến mới mắng cho. Ê, có người xuống, thả tôi ra đi. Thả ra. Im mày, ngọng quá giờ mệt quá, thả tôi ra đi. Thả ra tụi em, còn thôi tôi nói hoài. Không thả tôi không im. Thả ra. Im nghe chưa? Đó, người tôi nói đó. Anh Tùng. Thả ra. Mềm không? Không. Thả ra mềm. Còn hỏi nó hoài luôn. Thả ra. Cho mày im nè. Cho mình hết nói nhiều. Nói nhiều hả mày? Tôi tháo được nè. Thả ra. Mày gớm gọt không cơ? Tao là Bách Tùng đây. Mày khỏe không? Tôi khỏe. Mày có biết tại sao mày lại ở đây không? Tôi biết. Anh muốn bảo danh của tôi. Tao không muốn tao ở đâu. Tao phải ở đâu. Cũng là tao. Đúng vậy. Nhưng tôi không hiểu sao anh lại làm vậy. Trong khi tất cả mọi thứ anh đều hơn tôi, cả công việc, cả địa vị xã hội. Nhưng mà cũng tại mày. Tại mày mà tao mất tất cả. Không đúng. Anh chỉ mất đi địa vị và tiền bạc.
nhưng bù lại anh có được những người thân ruột thịt của mình. Nhưng ta không cần những thứ tình cảm dớ dẫn đó. Cái tao cần là tiền và địa vị xã hội, mà vốn dĩ nó thuộc về tao. Mày hiểu không? Mày may mắn lắm. Đã nhiều lần tao cho người giết mày mà mày may mắn thoát được. Quả ra những lần tôi gặp tai nạn đều là do anh làm. Đúng vậy. Vậy bây giờ là cơ hội tốt để anh làm điều đó một lần nữa. Anh ra tay đi. Mỉm đi. Trong nhật ký, mày mong muốn được một lần gặp anh trai của mày, đúng không? Bây giờ mà gặp được rồi đó, mày muốn gì? Mày nói đi. Anh hai, Trần Đại là một kẻ rất có dã tâm. Anh đi với hắn thì sẽ không có kết quả tốt đâu. Em xin anh hãy chăm sóc cho má thật tốt và tử tế. Đừng lấy thân phận của em mà lừa gạt Quỳnh Giao. Cô ấy là một cô gái tốt. Em xin anh đừng để cho Quỳnh Giao phải đau khổ như vậy. Em chỉ xin anh bấy nhiêu đó thôi. Được rồi, tao hứa với mày, tao sẽ chăm sóc má thật là tốt. Vì dù sao bà ta cũng chính là người sinh ra tao mà. Nhưng còn về Quỳnh Giao, mày không được bất cứ một yêu cầu nào với tao hết. Vì tao không phải là người đến sao? Mày có biết không hả? Cậu đang đứng uống cậu. Anh hai, mày im ngay. Mày im ngay cho tao. Tao nhất định sẽ lấy Quỳnh Giao và thừa hưởng tất cả tài sản thuộc về gia đình cô ấy. Mày biết không? Khốn nạn, khốn nạn, nó có hung không? Nếu người ta thì có không được không? Nó có không có được, nó không được, nó không có tiếng, nó người ta khó chịu quá. Anh cứ đăng tin liên tục cho tôi, tốn bao nhiêu tiền tôi cũng chịu. Anh cứ ghi rõ là nếu ai biết thông tin của thằng Sang thì cứ báo cho tôi sẽ hậu tạ. Đã 3 ngày trôi qua rồi mà vẫn không có một chút tin tức nào. Cô Lâm, con đang ở đâu vậy? Tại sao không liên lạc với ba? Con đã biết gọi điện thoại rồi mà. Alo, tôi nghe đây. Có tin tức gì của cô Lần chưa? Tôi Hùng đây. Chưa. Tôi cùng với Kim đã đi khắp nơi tìm mà vẫn không thấy. Theo tôi thì cô Lần chưa chắc gì đây đâu. Có thể nó vẫn còn ở đâu đó trong thành phố. Nhưng mà cô Lần không quen biết ai ở đây hết. Mà nó cũng không bình thường như người ta. Ông cũng đừng quá lo lắng. Phải cố gắng tìm ra cô Lần càng sớm càng tốt. Tôi sẽ gọi điện cho vài người bạn làm trong ban công tác xã hội. Tôi sẽ nhờ họ giúp đỡ tìm giúp cô Lần. À, cảm ơn ông đã giúp đỡ. Chứ tôi bây giờ rối quá. Tôi biết rồi, ông cứ yên tâm đi. Cụ Lần ở hiện sẽ gặp lành mà. Tôi tin là không ai có thể làm hại được cụ Lần đâu. Tôi cũng hy vọng là như vậy. Thôi, có tin tức gì tôi sẽ liên lạc với ông sau nha. Ráng giữ sức khỏe. Ông cũng vậy, chào ông. Thật tội nghiệp cho cụ Lần. Không biết giờ này nó ở đâu nữa.
còn mong sao nó không gặp phải chuyện gì. Hai cô lần con hè nhất cắn nhớ đứt đuôi, cha cô lần buồn heo gọi chúng đến mới muốn cho. Cô lần, sao anh thích hát quá vậy? Có đâu, tôi thấy anh hát đây giờ mà. Tại tôi đói, tôi hát cho đỡ đói. Tía tôi dạy tôi như vậy. Hồi đó làng cũ, tía tôi đi vắng, đói bụng, tôi hát quá trời vậy cho đỡ đói. Anh cười gì vậy? Cô Lân, ừ? Chắc người vợ anh không bao giờ biết buồn đâu ha. Có chứ, tôi buồn nhiều lắm, tại anh không biết. Vậy cô Lân buồn chuyện gì? Kể tôi nghe coi. Vậy tôi kể mà anh đừng kể ai nghe nha. Ừ, thầy đi. À, thầy. Thầy làm sao? À, trói tay rồi đâu có thầy được. Thầy. Ừ, thầy phải. Ừ. Giờ bắt đầu tôi kể nha. Cô Lân, anh kể chuyện buồn mà sao anh cứ cười hoài vậy? Chuyện tôi buồn lắm, nhưng mà tôi sợ anh nghe chuyện buồn của tôi anh cười tôi nên tôi mắc cười. Thôi cô Lần nói đi, tôi không cười đâu. Hứa nha, nhưng mà anh không cười tôi con anh luôn. Nói đi. Chuyện buồn là vậy à? Lâu quá tôi không gặp Quỳnh Giao á, tôi buồn. Thì ra cô Lần rất yêu Quỳnh Giao. Tình yêu của anh ấy không hề hời hợt mà rất thấm thiết. Chẳng qua anh ấy không được nói thôi. Nếu như một ngày nào đó Quỳnh Giao đi lấy chồng thì anh có buồn không? Nhưng mà cô Giao lấy ai? À, tôi cũng không biết, tôi chỉ nói giả dụ vậy thôi mà. Giả dụ là gì vậy? À, là cái chuyện chưa xảy ra nhưng mà mình nói trước vậy đó mà. Dạ hả? Ừ? Tôi phải suy nghĩ. Cô Lân, buồn hay không mà sao anh suy nghĩ lâu vậy? Rồi, suy nghĩ ra rồi nè. Ở đây không có ai hết. Anh xích lại đây tôi nói nhỏ cho anh nghe nè. Thì chính giờ đây không có ai thì anh nói lớn đâu có sao đâu. Nói lớn hả? Quay. Gắn kề lỗ tai qua đây nè. Ừ. Nếu cô Giao lấy anh á thì tôi không buồn, còn lấy người khác á là tôi chết. Hả? Có người xuống kìa. Vậy sao anh nói tôi là không có ai? 1 2 4 ý bà. Ý anh à, ê, anh cao cao, coi chừng đầu anh đụng chân kìa. Im mày. Thả tôi ra, thả tôi ra. Đưa chúng đi. Anh Thông, nó lấy khăn chụp thuốc mê, nó chụp lên mũi mình, cho mình xỉu á, đừng nhắm mắt lại, mở mắt lên, mình phải chống cười, nếu không mình sẽ buồn ngủ, dạ. Alo. Ông có phải là ông Sơn không? Đúng, là tôi đây. Xin lỗi ai ở đầu dây. Cô Lân, con trai của ông đang ở trong tay chúng tôi. Cái gì? Cô Lân ở trong tay ông à? Ờ, cô Lân đang ở chỗ nào? Cô Lân đang ở chỗ nào vậy? Nếu ông còn muốn nói vậy với ông thì chuẩn bị 10 tỷ đi. Còn không?
không thì chờ nhận xác của nó. Khoan đã. Nhưng ông là ai? Làm sao tôi tin được ông? Nè, cho tôi nói chuyện với cụ Lần đi. Tin hay không thì tùy ông. Nhưng tôi báo trước, ông chỉ có 3 ngày để chuẩn bị 10 tỷ. Nếu ông báo công an thì bản thân ông cũng nhận hậu quả thê thảm đó. Khoan đã, bây giờ. Nè, alo, alo. Cúp máy ngang vậy? Có chuyện gì vậy anh? Cô Lần bị bắt cóc rồi. Bọn chúng đòi phải giao 10 tỷ rồi mới thả cô Lần. Cái gì? 10 tỷ? Đúng vậy. Vậy bây giờ anh tính sao? Tính cái gì nữa? Bọn chúng đòi bao nhiêu thì phải đưa cho bọn chúng chứ sao? Thằng khốn nó không đáng 10 xu chứ đừng nói là 10 tỷ. Nhưng mà bây giờ công ty đang gặp khó khăn, làm sao mà mình rút tiền được? Hay là anh báo công an đi. Không được. Bọn chúng nói là nếu như báo công an, bọn chúng sẽ giết cô Lần ngay. Nhưng mà tiền đâu anh đưa cho bọn chúng? Bây giờ tạm thời trước mắt, tôi phải tới công ty để giải quyết một số vấn đề, coi bọn chúng có điện thoại lại không. Hiện giờ bọn chúng chưa nhận được tiền, tạm thời tính mạng của cụ Lần vẫn được an toàn. Nhưng nếu như bọn chúng hối thúc thì sao? Bọn cướp á, đâu có thể giữ thằng cụ Lần hoài được. Sớm muộn gì á, chúng cũng nghĩ đến chuyện giải quyết thằng cụ Lần thôi. Nhưng mà bọn chúng hối quá thì anh ra ngân hàng rút trước 1 tỷ đưa cho bọn chúng, rồi tìm cách trì hoãn rồi tính sao. Em thấy như vậy cũng được đó. Thôi bây giờ anh đi đây. Có tin gì nhớ gọi cho anh liền nha. Dạ. Ông đừng hòng mà cứu thằng ôn dịch nó về đây. Kỳ này tôi cho nó đi luôn. Alo, đây có phải là đường dây nóng của tòa soạn báo không vậy? Chủ của mày thật là đáng ghét. Chắc là bị người ta bắt cóc mất rồi. Nếu không, tại sao không chịu liên lạc với mọi người chứ? Linh Lan! Ủa? Chị Giao? Chị mới về hả? Anh cũng lần về chưa? Vậy chắc là tôi qua mắt rồi. Tôi vừa mới thấy bóng ai giống anh Cù Lần đứng trước cửa. Cù Lần chưa có về, anh mất tích rồi. Vậy là cô cũng biết chuyện đó nữa hả? Ừ. Không những biết mà tôi còn đoán được kẻ nào bắt cóc cụ Lần nữa. Vậy tại sao cô không báo công an đi? Muốn báo công an á thì phải có bằng chứng. Nói không ai mà tin. Cô đang làm công việc hướng dẫn viên, còn có thời gian để chăm sóc con heo tộc này nữa hay sao? Vì tôi đã hứa chăm sóc nó thay cho anh ấy rồi. Nè, có phải là cô thương anh Cù Lần không? Tình yêu đâu phải là đặc quyền của những người thông minh hay giàu có đâu. Ý tôi đâu phải là như vậy. Tôi hiểu ý của cô mà. Nhưng cô không phải là tôi, cô không hiểu được đâu. Tôi là một kẻ không ra gì và không được may mắn như cô. Cô lớn lên trong tình thương bao la của người cha. Cô được sống trong một gia đình hạnh phúc.
cô có niềm tin vào cuộc đời, niềm tin vào con người. Còn tôi thì không. Tôi rất sợ đàn ông. Phải nói là tôi ghê tởm đàn ông. Khi tôi thoát khỏi cái nhà chúa đó, tôi đã tự nhủ với lòng tôi là sẽ không cho bất kỳ một gã đàn ông nào đụng vào người của tôi. Cho đến khi tôi gặp được anh Cù Lần, sự vô tư trong sáng của anh ấy khiến tôi xúc động. Tôi yêu anh ấy cũng chính như sự hồn nhiên đó. Bên Cù Lần, tôi cảm thấy được bình yên. Cảm giác đó chưa bao giờ có ai cho tôi được. Nhưng mà có lẽ là cô còn hạnh phúc hơn tôi nữa. Tại vì cô còn biết rõ là mình yêu ai. Còn tôi thì lại đang yêu một người mà không biết chắc là đó có phải là người mình yêu không. Cô nói vậy là sao? Anh Thông và anh Tùng là anh em song sinh. Chuyện này chắc là cô cũng đã biết rồi đúng không? Tuy là bề ngoài nhìn họ giống nhau, nhưng tính cách của hai người thì hoàn toàn khác biệt nhau. Dạo gần đây tôi bỗng nhiên phát hiện ra rằng người đến với tôi là anh Tùng chứ không phải là anh Thông. Anh ta đã mạo nhận để lừa gạt cô và những người khác. Chính tôi cũng bị anh ta lừa mà. Nhưng anh ấy làm như vậy để làm gì? Vậy tôi hỏi cô yêu anh Thông hay là yêu anh Tùng? Tất nhiên là tôi yêu anh Thông rồi. Vậy thì đã quá rõ rồi. Anh Tùng muốn đổi lốt anh Thông để chiếm đoạt tình yêu của cô. Nhưng họ là anh em, mà còn là anh em song sinh nữa. Tình yêu làm con người ta mù quáng. Có thể trước đây anh Tùng không phải là con người như vậy, nhưng khi gặp cô thì mọi chuyện sẽ khác. Vậy thì bây giờ tôi phải làm sao đây? Tôi nghĩ cô nên thẳng thắn nói chuyện với anh ta. Nhưng nếu người đó không phải là anh Thông mà là anh Tùng thì sao? Cô cũng phải có trực giác tình yêu chứ. Chẳng lẽ cô yêu người ta như vậy mà cô không thể phân biệt được người cô yêu hay là người giả mạo sao? Ủa? Bé ở đâu rồi? Bé ở đâu rồi? Ủa ơi! Ủa đâu rồi? Tôi vừa mới thấy nó đây mà. Trời, có khi nào nó chạy ra ngoài hay không? Vậy mình mau đi kiếm nó đi. Đi. Ủa ơi! Cô Lần ơi, con đang ở đâu? Tí nhớ con lắm. Tí không biết là mình đã quyết định đúng hay sai khi cho con về ở với cha ruột của con. Tội nghiệp con phải xa tí, mà trên cuộc đời này chắc chắn người hiểu con nhất phải là tí. Tí biết tìm con ở đâu bây giờ? Cô Giao! Chú Thiện ơi, anh Cù Lần. Cù Lần, nói về hả con? Tôi biết mà, tôi biết nó tìm được đường về đây mà.
Chú Thiện à? Dạ không phải, là con heo của anh Cù Lần. Nó sổng chuồng, chạy đi đâu mất tiêu à? Con heo của Cù Lần sổng chuồng à? Dạ, lúc con với Linh Lan đang nói chuyện thì nó chạy đâu mất tiêu. Tụi con kiếm hoài mà không thấy. Chắc nó chạy quanh quẩn đâu đó thôi. Để tôi kiếm cho. Ủn ơi, mày mà mất tích thì tao biết ăn nói làm sao với Cù Lần đây. Sao rồi? Làm sao bây giờ hả chú? Mình đã tìm hết mọi nơi rồi. Chắc là nó chạy vô rừng rồi. Nếu mà nó chạy vô rừng là mất luôn á. Vô rừng hả? Ủn ơi, Ủn, Ủn ơi, Ủn ơi, Linh Lan. Ủn, Linh Lan à? Ủn ơi. Chú Thiện, Quỳnh Giao. À, chị Phương. Ủa, mới nghe tiếng Linh Lan đây mà, cô ấy đâu rồi? Cô ấy vừa đi rồi, có gì không chị? Có một khách du lịch lần trước tới đây được Linh Lan hướng dẫn tận tình, nên hôm nay quay lại và gửi quà cho cô ấy. Ủa còn em, sao không ra cửa đi? Cao Thông đang chờ em ở ngoài kìa. Anh Thông hả chị? Sao nãy giờ em không nói gì hết vậy? Nếu như em không thích nơi này thì mình đi quán khác đi. Không cần đâu. Em không thể nói gì, bởi vì thật sự là em không biết mình đang nói chuyện với ai. Em nói gì mà anh không hiểu? Em hỏi thật, anh trả lời đi. Anh là Cao Thông hay là Bách Tùng? Dĩ nhiên anh là Cao Thông rồi. Sao tự nhiên em lại hỏi anh như vậy? Bởi vì em thấy anh rất khác. Ngày trước em yêu anh vì những điểm mà anh khác với anh Tùng. Nhưng mà bây giờ em thực sự rất hoang mang, bởi vì càng ngày anh càng giống anh Tùng và khác với chính anh. Anh nhắc lại, anh chính là Cao Thông. Anh có thể khác với những gì trước đây, nhưng đây mới là con người thật của anh. Nếu em chưa yêu thì em nên tập yêu con người thật của anh đi. Anh Thông chưa bao giờ nói với em như vậy. Anh là Cao Thông đây, anh đang nói chuyện với em. Nhưng mà nếu em cứ nhắc hoài tiếng Cao Thông, tức là em đang xúc phạm anh. Vậy là anh ghen với chính anh hả? Đúng vậy. Chính em đã làm tan nát trái tim của anh. Khi em ở cạnh anh, em cứ luôn nghĩ một kẻ khác là xấu, một kẻ không có thật. Người đó là em trai của anh, vậy mà anh lại nói là không có thật là sao? Vậy em vẫn khẳng định anh không phải là Cao Thông. Con mắt của người thường thì có thể không nhận ra được sự khác biệt, nhưng mà con mắt của tình yêu thì có thể nhận ra được điều đó. Anh không phải là Cao Thông. Anh là anh Tùng đúng không? Anh trả lời em đi. Anh Thông đang ở đâu? Nó chết rồi. Không, em không tin. Tùy em thôi. Thằng Cao Thông thật sự đã chết rồi.
nó sẽ không quay lại nữa đâu. Em đừng chờ đợi chi cho mất công. Dạ, chú muốn rút bao nhiêu tiền vậy chú? Lấy 1 tỷ. Dạ, chú chờ chút xíu, con làm thủ tục cho chú nha. Alo. Ông dám giở trò hả? Có tin là tụi này sẽ chặt tay chặt chân nó rồi thả trôi sông không? Ông nói cái gì vậy? Tôi giở trò gì chứ? Ông đã cung cấp thông tin cho báo chí chuyện con ông bị bắt cóc. Tin tức này đã tràn lan trên mạng. Chơi trò phản phá như vậy thì cả tính mạng ông cũng không giữ được, chứ đừng nói là thằng khùng đó. Tôi đang ở ngân hàng để rút tiền. Nếu như tôi báo thông tin thì tôi đi rút tiền để làm gì? Ông tin tôi đi. Xin ông đừng làm hại cô Lần mà. Muộn rồi, chuẩn bị lo hậu sự cho nó đi là vừa. Đây là hậu quả của việc ông không giữ lời. Ông khoan đã. Alo, alo. Đến nước này rồi, mình phải báo công an cho họ vào cuộc thôi. Nếu không, bọn chúng sẽ giết cô Lần mất. Ủa ơi, Ủa ơi, Ủa ơi, Ủa ơi, em Ủa ơi, mày đâu rồi? Tao tìm mày từ hôm qua tới giờ. Em Ủa, em Ủa, chờ tao với. Ủa ơi, em Ủa, Ủa ơi, Ủa, Ủa, Ủa ơi, Ủa, Ủa, Ủa ơi, Ủa ơi, Ủa. Tôi nghe. Kế hoạch bại lộ rồi. Thằng cha đó đã báo công an. Mau chuẩn bị cho tao 500 triệu để chạy trốn. Mau lên. Nhưng tôi làm gì có tiền đưa cho ông? Nếu mày không đưa tiền, tao sẽ giết luôn hai đứa đó. Khoan đã. Ông cho tôi thời gian để chuẩn bị tiền bạc. Sáng mai tôi sẽ giao tiền cho ông. Không được. Tao chỉ cho mày 2 tiếng nữa thôi. Nếu không có tiền, chờ mà hút xác tụi nó đi. 500 triệu. Làm sao có số tiền đó trong lúc này? Nếu quay về thành phố cũng không kịp. Thằng Đại nói là sẽ làm. Phải liều với nó thôi. Ôn ơi, Ôn, Ôn ơi, Ôn. 5 nỉ mày đó, mày ra đây đi được không? Ôn, Ôn ơi, mày ra giùm tao đi năn nỉ đó. Thương tao đi mà. Ủa ơi, tao tìm mày nãy giờ muốn hết hơi luôn rồi đó. Ủa, Ủa ơi, Ủa, Ủa ơi, Ủa da đâu á. Làm sao đây? Sợ quá. Đường nào bây giờ? Đường nào đây? Cô Lần ơi,
Cô Lân, cô Lân ơi, cô Lân, cô Lân. Lạnh quá, lạnh quá, lạnh quá. Anh coi sát cho tôi, sẽ đỡ lạnh hơn. Bởi vì lạnh như vậy, chắc chắn là bọn chúng đưa mình trở về Đà Lạt rồi. Ở đây không phải Đà Lạt đâu. Vậy chứ ở đâu? Khu du lịch. Mà sao anh biết đây là khu du lịch? Biết chứ sao không biết. Tôi hửi mùi cỏ tôi biết. Không có đâu. Bọn chúng sẽ không đưa chúng ta về khu du lịch như vậy. Làm vậy có khác nào bọn chúng tạo điều kiện cho chúng ta trốn? Tạo điều kiện là cái gì? Là nói chung là tôi cũng không biết phải diễn tả làm sao. Nhưng mà chúng không muốn chúng ta trốn. Trốn chi? Tại sao phải trốn? Bộ anh không muốn trốn khỏi nơi đây hả? Không. Tôi chịu thua rồi. Bị im không? Không im. Mày tin tôi nhét cái này vào hông mày không? Cô Lân ơi. Út. Út, mày đây rồi. Út, mày đứng lại. Mày chờ tôi chứ. Út, Út, đừng có chạy. Út, nè, đừng có chạy mà. Út, Út ơi. Bọn Trần Đại, sao chúng lại ở đây? Đại ca đi đâu mà lâu vậy không biết nữa. Tụi mình canh hai thằng này nguy hiểm quá. Anh hai nói nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Nơi nguy hiểm nhất là nơi dễ bị tóm nhất á. Mà ta cũng hiểu sao anh hai lại đưa hàng đó về đây nữa. Gì vậy? Không biết tao ăn cái gì mà tao đau bụng quá vậy nữa. Ăn mì gói mà đau bụng gì? Hồi chiều tao thấy mày ăn cháo lòng ở quán Bà Năm, chắc ăn lòng thui á Phong. Thôi tao đi giải quyết chứ. Mày ở đây canh nha. Nhanh đi.
Dạ. Không, để tôi tự mở. Anh mở được, tôi phải mở được. Giọt nước mắt thì thôi ta hãy nhẹ nhàng giữ lấy những gì hôm nay có thể đáng thế nào dù qua bao nhiêu bao giờ tôi ra đây không cô Lân cô tôi ra để tôi kéo cô Lân tôi nói rồi sẽ có người tới cứu mình mà cô thấy chưa cô Lân có nghe tiếng dòng suối xeo, mà được khóc nữa em có nghe tiếng hát muôn đó sẽ sớm tỉnh lại thôi lời bài ca anh từ nhỏ em còn nó là một đứa trẻ ngoan đi với anh đến chưa bao giờ đường, nó làm gì cho má buồn anh dẫn em vào cõi mộng mơ con mà có bề gì thì làm sao má sống nổi để thông ơn nó sống tình cảm và cũng biết yêu thương mọi người. Em đã sai lầm. Suốt cuộc đời này em vẫn mãi luôn sai lầm.